Thánh lễ dâng để xin tạ ơn Chúa, một gia đình kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Xin Chúa chúc lành cho gia đình kỷ niệm, cho anh chị cũng như các con. Và cầu nguyện cho linh hồn Maria và theo như ý xin. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi, xin Chúa thứ tha để cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lỗi chúng con. Xin Chúa lòng thương xót. Xin Chúa lòng thương xót. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên quốc. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng từ bi nhân hậu mà cứu chuộc con người và nâng lên địa vị cao sang hơn tình trạng nguyên thủy. Xin nhớ lại công trình kỳ diệu này và giúp chúng con trung thành luôn mãi với ơn tái sinh Chúa đã ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu nói: Thật thề bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy hằng hữu. Thật Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giáo Hoàng Francisco khi đăng quang Giáo Hoàng và rồi sau đó Ngài gửi thông điệp đến toàn thế giới với tông huấn Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Và mới đây, Ngài tiếp tục với tông huấn thứ hai, đó là Amoris Laetitiae,
niềm vui của tình yêu. Và các bài đọc Thánh Kinh hôm nay gợi nhớ lại cho chúng ta lạy Chúa, tình yêu Chúa đời đời con ca tụng. Và thật là trùng hợp, cả hai bài đọc Thánh Kinh hôm nay là sự hồi tưởng. Phao-lô và Bác-na-ba, hai mũi nhọn để được cắt đặt một cách rất đặc biệt, đi loan báo tin mừng cho những anh em lương dân chưa nhận biết Chúa. Và Phao-lô, Bác-na-ba rời Perge tiếp tục đi Antiochia miền Pisidia, và ngày Sa-bát hai ông và hội đường ngồi tham dự. Người Do Thái có thói quen ngày Sa-bát hội họp nhau để đọc lời Chúa, để chia sẻ lời Chúa. Sau phần đọc sách luật và sách các ngôn sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với Phao-lô và Bác-na-ba: thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì thì xin cứ nói. Và Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý, rồi giải trình, giúp người ta hồi tưởng lại. Khi mà Chúa yêu thương như thế nào, và trong dòng lịch sử ấy, Chúa tiếp tục yêu thương chăm sóc dân của Ngài. Và nhất là tới thời thời buổi, để dọn đường cho Đức Giê-xu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Và như vậy, Phao-lô muốn giới thiệu, nhấn mạnh đến sứ vụ của Chúa Giê-xu. Và Phao-lô kêu gọi anh em hãy tin vào Chúa Giê-xu, đấng chịu đóng đinh, chịu nạn, chịu chết, nhưng Ngài đã phục sinh, Ngài đang sống để cứu độ chúng ta. Và anh em hãy nắm bắt được cái niềm vui của tin mừng, niềm vui của tình yêu mà Thiên Chúa chăm sóc anh em. Quả thật chúng ta đang sống trong tuần thứ tư Chúa Giê-xu mục tử nhân lành, người mục tử hiến thân vì đoàn chiên. Và cho dẫu chúng ta đang sống trong bầu khí của phục sinh, chúng ta lại được mời gọi hồi tưởng lại, trở lại với khung cảnh của thứ năm tiệc ly. Nơi ấy Chúa Giê-xu cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ của mình. Và nếu như các phúc âm Nhất Lãm, Thánh Mát-thêu, Thánh Mác-cô và Thánh Lu-ca đều tường thuật lại việc Chúa Giê-xu lập bí tích thánh thể, thì đối với Gioan không lập lại. Thế nhưng Gioan, phúc âm của Thánh Gioan nhấn mạnh một điều quan trọng, đó là kết quả của bí tích thánh thể, đó chính là bí tích của tình yêu. Và chúng ta đón nhận tình yêu để rồi chúng ta diễn tả tình yêu, diễn tả tình yêu đó như Thầy Giê-xu đã rửa chân cho anh em, thì anh em hãy học đòi, bắt chước và làm cho nhau như vậy. Và một Chúa Giê-xu cho thấy rằng sự kháng khít
của Ngài với Chúa Cha. Thầy nói với anh em điều quan trọng này: chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, và Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để sự việc xảy ra anh em tin là Thầy hằng hữu, một Chúa Giêsu có hiện diện hằng hữu từ đời đời với Cha. Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Trong bữa ăn sau hết ấy, Chúa Giêsu cũng đã thiết lập thiên chức linh mục, để rồi Chúa Giêsu bảo đảm cho biết rằng ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và không những thế, Chúa Giêsu còn nối mạng dẫn đưa chúng ta đến với Cha Đấng đã sai Thầy. Và như vậy dẫn đưa chúng ta vào huyền nhiệm của tình yêu, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, Amoris Laetitiae, sống niềm vui của tình yêu. Xin dâng tình yêu nhỏ bé trong trái tim.